Rồi chào anh em nha. Sáng nay 22 tháng 5 năm 2022, sáng nay mình tiếp tục rã thịt phụ tùng con cúp MD50 FI đời 21 nha anh em. Có một mớ đồ mình lột ra bán trước hết rồi. Bây giờ còn nhiều bán nhiều nha anh em. Thì mình sẽ báo giá cho anh em những cái món nào còn lại của con xe này. Anh em nào cần món nào alo mình nha. 0933996332 ha. Rồi ok ha. 4 cây nhan đẹp, không nứt bể nha em. Dây chui ok. 4 cây nhan này 700 nha. Có ốc luôn nha anh em. 4 cây nhan này có ốc đầy đủ luôn. Sườn. Sườn là bao anh em là ngay hàng thẳng nói, không có quẹo. 1,4 triệu nha. Dây sườn 1,4 triệu. Có những cái món mình tháo ra mình bán rồi nên mình không có báo giá, chỉ còn báo giá những cái nào mà còn nằm trên xe thôi. Full bộ máy vàng điện sườn tặng anh em cần số giò đạp dây ga. Máy hiện tại là còn nổ nha anh em, cái máy hiện tại còn nổ. Giá cái máy này luôn cái thùng xăng nó không có báo xăng, là khóa nắp xăng nha anh em, là 2,5 triệu cho cái máy này. Máy còn bạo nổ cho anh em. Học bình 100.000, máy còn trên xe bao nổ nha anh em. Đạp thắng, đũa, lò xo, ốc 300. Gác chân máy 300. Gác chân máy luôn 2 cây cao su. Cặp bánh nè. Cặp bánh ba anh em là đẹp keng xe ben. Cầm đùm niền 7 màu. Cặp bánh 2,5 triệu. Bánh 2,5 triệu nha anh em. Con này 2011 nha. Đó. Full bộ phục trước, bao anh em là nhúng nhảy cực ngon, hàng zin rã trên xe đứng thì anh em là miễn bàn rồi. Phục này là 3 triệu. Phục này là mình chưa có bát biết gì hết nha anh em. Nói chung là những cái phục mà anh em mà rã trên xe đứng này, anh em nhúng cảm giác nó rất là đã luôn, dịu lắm. Cộng dây kim tô mét, cộng dây thắng 200.000. Về trước luôn 2 bát 600, có luôn cái cao su luôn nha anh em. 600 về trước. 3 ga mũi luôn 2 mắt mèo. 2 mắt mèo nè. 3 ga mũi 2 mắt mèo. 400. Kèn zin bao tiếng lớn 200. Bi đông cùm đầy đủ 1,1 triệu nha anh em. Xi zin không mè nha. Có 2 cục gù thì nó phai nhỏ theo thời gian. Vậy thôi. Full bộ bi đông cùm này là 1,1 triệu. Full bộ dạng đồ dụng ốc ngoài á là 500. Anh em nào có nhờ chống đứng nè, chống đứng luôn, cốt chống đứng 300.000. Bánh là full cùi dĩa, ống chỉ, bát tăng sơn đầy đủ nha nè. Gắp cạc te này 2,5 triệu. Sơn zin 100%, không bắn cốt nha nè. Sơn zin 100%, không bắn cốt, không giảm, không bắn cốt. Rồi đồ món này anh em nào cần món nào cái alo mình nha. Custom MD50 FI đời 21.